Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về cô bé đang tắm cho những chú thỏ và chú gấu của mình nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho bức tranh này. Mình sẽ tô màu xanh. Cho cái mái tóc của con. Và phần phía trên của lâu đài thì mình sẽ tô màu đỏ. Và mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô màu cho những cái sô cát mà các cậu bé này đang sử dụng để xây lâu đài cát nhé. Và mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho ông mặt trời đang phía trên cao này. Tiếp theo là một cái áo. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lam nhạt của mình để tô màu cho bãi cát mà hai cậu bé này đang ngồi phía trên nhé. Tiếp theo là màu vàng. Tiếp theo mình sẽ tô màu màu hồng cho cái chậu ở tắm này nhé. Màu vàng cho cái con chú gấu này. Và bức tranh về hai cậu bé đang cùng nhau chơi trò xây lô đài cát này đã được mình tô màu vào thành xong rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên YouTube của mình. Bye bye.
chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu trong những bức tranh chỉ cần YouTube của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu trong bức tranh về một cậu bé đang trồng một cái cây này nhá. Và mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình để tô màu trong bức tranh này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh dơ của mình tô màu cho chiếc mũ mà cậu bé này đang đội. Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.